Câu số 1, Chinese Formic tác dụng với bạc nitrat hư thì khối lượng bạc sinh ra là bao nhiêu? Thì câu này là chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ ghi phương trình phản ứng ha. Anhydride formic thì đặc biệt đó, HCHO khi mà tác dụng với bạc nitrat là tác dụng từ cái bốn bạc nitrat. NH3 nước thì cái sản phẩm thu được từ anhydride formic thì nó cũng đặc biệt hơn các anhydride khác, nên là tạo ra amoni carbonate. Rồi, bốn bạc kết tủa và NH4NO3 ở phương trình các bạn phải thuộc ha. Rồi thì chúng ta thay vào, thay số mol của anhydride formic là 0,1 mol vào này. Đó, thì chúng ta sẽ biết được bạc sinh ra là 0,4 mol. Rồi, để tính khối lượng bạc sinh ra như yêu cầu của đề bài nói thôi. 0,4 mà nên cho bạc là 108. Đấy, các bạn sẽ có là 43,2 gram. Đó. Thì ở đây có một cái lưu ý là chúng ta cần nhớ cái tỷ lệ quan trọng. Đó là một anhydride formic thì sẽ tạo ra được 4 nguyên tử bạc kết tủa ha. Đó. Câu 1 này khá dễ thôi nha. Rồi qua câu số 2. Câu số 2 chúng ta có anhydride acetic CH3CHO. Anhydride đơn chức là bình thường và tráng hương sẽ ra hai bạc. Nó cho ta hai tác dụng hai bạc nitrat. NH3 và nước. À, thì chúng ta sẽ thu được là CH3 này, nhóm anhydride sẽ biến thành nhóm CONH4 cộng hai bạc kết tủa. Đã, và cộng với NH4NO3 hai lần. Và thay vào đây là 0,1 mol anhydride acetic thì bạc sinh ra là 0,2. Đấy, vậy chúng ta sẽ tính khối lượng của bạc thôi. 1 anhydride đơn chức thì thông thường tráng hương sẽ cho 2 nguyên tử bạc. Chỉ riêng là anhydride formic ở câu 1 đó là sinh ra 4 Ag thôi với anhydride đơn chức ha. Thì đây có một cái điểm lưu ý là 1 anhydride đơn chức có một nhóm CHO thì khi tác dụng tráng hương đó sẽ sinh ra 2 bạc. Đó, trừ cái trường hợp đặc biệt là anhydride formic mặc dù là đơn chức nhưng mà tráng hương thì ra 4 Ag thôi như là câu số 1 ha. Rồi, giờ qua câu số 3. Cho hai anhydride tham gia phản tráng hương. Thì đầu tiên là có etanan là 2 carbon. Là CH3CHO này, ta đang làm theo kiểu tự luận như vậy đó, phải biết phương trình phản ứng. Rồi. Thì chúng ta sẽ có là CH3 này, COONH4 rồi cũng cộng với 2 Ag kết tủa và cộng với amoni nitrat. Thì đây ta phải đặt số mol ha, đặt ít là số mol của etanan. Đó, thì sẽ suy được số mol bạc là 2x mol. Ta viết tiếp phương trình thứ hai là propanan là 3 carbon no C2H5CHO. Phương trình tương tự chỉ khác chất là anhydride thôi. Thì ta phải thu được sản phẩm là C2H5COONH4 cộng cộng với 2 bạc và cộng với amoni nitrat. Rồi, tập Y là số mol của propanan. Thì các bạn sẽ có được số mol Ag sinh ra ở đây sẽ là
2y mol. 2y mol. Đồng thời là số mol của axit này, muối này sẽ là x. Số mol của muối này là y. Đấy, theo phương trình phản ứng. Vậy chúng ta lập hệ phương trình thông qua khối lượng. Thông qua khối lượng muối amoni và kết tổ bạc. Thì chúng ta sẽ có số mol Ag là 2x cộng cho 2y. Đó, và số mol Ag các bạn bấm được ở trên này ở chỗ này này. Kết tổ đây là 0,4 mol chính là bạc đó. Thì là 0,4. Phương trình thứ hai ta dựa vào tổng khối lượng của muối 17,5 gam muối amoni. Thì muối đây, muối amoni chính là cái muối này. À, muối có chữ NH4 đấy. À, bạn sẽ bấm vào lớp của muối này. À, ta sẽ có đây là 77x là muối amoni ở trên cái muối này ha, cộng với 91y là khối lượng của muối thứ hai bằng 17,5. Rồi đây bấm hệ phương trình sẽ có xy ha. Rồi, thì bây giờ là tính chỉ số mg hỗn hợp. Mg hỗn hợp lúc ban đầu đó là có nghĩa là khối lượng của CH3CHO này cộng thêm khối lượng của C2H5CHO thì bằng tiếp. Ta có 0,05 nhân 44 và cộng cho 0,15 nhân 158 và bằng 10,9 gam. M là 10,9 gam. À, chúng ta xong câu số 3 nhé. Rồi, câu số 4. Một anhít tác dụng với lượng dư bạc nitrat đun nóng thu được 21,6 gam bạc. Thì đây đề bài cho một anhít đơn chức. Nhưng mà cho anhít đơn chức là như là lưu ý ở câu 2. Nếu mà không có, không phải là HCSO thì sẽ ra 2 bạc. Nhưng mà nếu mà có HCSO sẽ sinh ra 4 bạc. Vậy thì chúng ta phải chia hai trường hợp ha. Trường hợp 1. Đầu tiên ta nói ít là HCSO thì nó có hợp lý hay không? À, thì muốn hợp lý hay không thì ta xét như thế này. Một aldehyde đơn chức sẽ sinh ra anhít formic sẽ sinh ra 4Ag. Đó. Vậy thì số mol bạc các bạn bấm được ở đây này. Số bạc này ha, 21,6 chia cho 108 là 0,2 mol. Thì thay 0,2 mol này vào phương trình. Đó, chúng ta sẽ có được số mol của anhít bằng cách chỉ 4 là 0,05. Được chưa? Vậy thì ta suy nè, khối lượng của HCO sẽ đúng như đề bài yêu cầu hay không? Số mol là 0,05 nhân M lớn của HCO là 30. Vậy thì ở chỗ này ta chỉ có được 1,5. Chúng ta chỉ có 1,5 gam thôi, vô lý. Đúng không? Làm ta loại. Vì đề bài cho khối lượng của anhít là 4,4 gam hả? Chưa? Vậy trường hợp 2 ta xét sẽ là ít không phải là HCHO. Thế thì ít là không phải là HCHO thì nó sẽ là một anhít đơn chức bình thường tráng gương cho hai bạc. Người ta có thể viết phương trình tổng quát. Hoặc các bạn nhớ là hai bạc cũng được. Viết phương trình thì nó quen ha. Được muối amoni là RCONH4 cộng với 2 bạc cộng với amoni nitrat. Rồi. Chúng ta thấy số mol bạc đề bài yêu cầu số mol bạc là 0,2 mol vào đây. Đó, thì các bạn sẽ tính được cái số mol anhít là 0,1 này. Rồi, từ đó sẽ suy ra này. 0,1 là số mol của anhít nhân R chưa biết ha, cộng với gốc CHO là 29. Là M lớn, số mol nhân M lớn bằng khối lượng 4,4 ha. À, từ đó bạn sẽ bấm được R bằng 15. Và 15 là gốc gì? 15 là gốc CH3. À, vậy thì công thức của ít
của anhydride chính là CH3CHO. Rồi ta chọn đáp án C ha. Câu số 5. Ngoại anhydride đơn chức tác dụng bạc nitrat thu được lượng bạc sinh ra theo kim H2H2O3 thu được khí NO. Thì ở đây chúng ta sẽ tính cái số mol của bạc sinh ra trước ha. Vì là bạc có thể tác dụng được với HNO3 thì sinh ra là muối bạc nitrat này cộng với khí NO và nước ha. Chúng ta sẽ cân bằng bạc từ 0 tăng lên cộng 1 như là tăng 1 đơn vị. Nitơ chúng ta là cộng 5, giảm xuống cộng 2 là giảm 3 đơn vị, thì bạn nhân chéo lên ha. 3 bạn nhân chéo vào này là 3 này, 1 vào đây là 1. Vậy đếm, chúng ta có 3 bạc, 3 Ag. Bên phải chúng ta có 4 nitơ, với cân bằng đây là 4 nitơ. 4 H thì là 2 nước. Đấy, chúng ta đã cân bằng xong. Số mol khí NO để bài cho này là 0,1 mol. 0,1 mol. Rồi, thì chúng ta sẽ suy được số mol bạc đó là 0,3 mol. Rồi, như vậy là phương trình này chúng ta đã tính được cái số mol bạc được sinh ra. Lượng bạc sinh ra này. Rồi. Thế đây chúng ta sẽ quay về bài toán giống như câu số 4, đó là một anhydride đơn chức sinh ra 0,3 mol Ag. Vậy chúng ta cũng phải chia làm hai trường hợp bạn nhé. Trường hợp 1 ít là HCHO. Vậy thì một phân tử anhydride formic khi trái gương là ra 4 bạc. Đấy, chúng ta thấy số mol bạc đã tính được ở trên là 0,3 mol này. Thì số mol của HCHO sẽ là 0,075. 0,075. Vậy thì khối lượng của HCHO sẽ bằng số mol là 0,075 này. Bạn nhân M lớn của HCHO là 30. Và sẽ bằng hai phẩy hai lăm là vô lý loại, tại vì đề bài cho cái khối lượng của anh ấy là 6,6 gram loại, không đúng ha, không đúng. Vậy thì trường hợp hai thì các bạn sẽ nói là ít không phải HCHO. Nếu ít không phải là HCO nó là anh ấy đơn chức bình thường, có nghĩa là khi chán gương một anh ấy đơn chức này sẽ sinh ra hai nguyên tử bạc. Các bạn có thể viết phương trình ha. Các bạn có thể viết phương trình giống như là câu số 4. À. Thì thay số bằng là 0,3. Từ đó các bạn sẽ có số mol đã hết. Đây là 0,15. 0,15. Bây giờ vào phương trình khối lượng ta sẽ suy. 0,15 là số mol của anhydride nhân cho M lớn là R cộng cho 29. Gốc CHO là 29 nha. Bằng 6,6. Từ đó các bạn tính gốc R bằng 15. Có bây giờ là 15. Vậy thì nó sẽ là gốc CH3. Đó, do đó anhydride của mình sẽ là CH3CHO etanol. Đáp án chọn là đáp án A nhá. Câu số 6. Oxy hóa hỗn hợp hai ancol đơn chức thành hai anhydride thì cần vừa độ 4,6 gam đồng oxit. Cho toàn bộ lượng anhydride trên tác dụng bạc nitrat thì thu được 23,76 gam bạc. Vậy hai ancol đó là gì? Thì do thu được hai anhydride nhỉ. Nhưng nên do đó hai ancol này đều phải là ancol bậc 1. Đúng chưa? Ancol bậc 1 thì biết anhydride được. Thì chúng ta có CHRCH2OH là ancol bậc 1 này. Khi cộng với đồng oxit đó, thì cái nhóm ancol bậc 1 là CH2OH đã biến thành nhóm CHO đồng và nước. Và vì là chúng ta có hai ancol này đặt là R trung bình ha. Bạn bấm số mol của COO này bằng cách lấy 4,8 và chia cho 80. 4,8 chia 80 có phải là 0,06 không? Rồi, đồng oxit là 0,06 mol. Rồi như vậy số mol của hai ancol cũng sẽ là 0,06.
Và số mol của hai anh ấy là 0,006. Rồi đó là bước thứ nhất ha. Bước thứ hai, đề bài cho anhít này, hai anhít này tráng gương là có là RCHO này. Đó, tác dụng với bạc nitrat. Ở đây thì ta chưa xác định được là trong anhít này nó có anhít formic hay không. Ở đây chúng ta cứ để số mol AG thôi. Số mol anhít là 0,06 như phương trình ở trên. Trong khi đó số mol bạc đề bài yêu cầu tạo ra là 23,76 gram. 23,76 gram là bao nhiêu mol? Là 0,22. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái biểu thức như sau. Chúng ta sẽ lập tỷ lệ số mol bạc này. Các bạn chia cho số mol của anhít. Tại vì nếu cả hai anhít này đều không có HCHO đó, tức là mỗi anhít đều sinh hai hai AG, thì số mol bạc phải gấp đôi số mol anhít. Tuy nhiên đây chúng ta xem có đúng không? Chúng ta lấy 0,22, chúng ta chia cho 0,06. Rồi và cái này nó sẽ bằng, nó lớn hơn 2 rồi. Nó sẽ ra là 3,67. 3,67 lớn hơn 2. Và vì vậy chúng ta sẽ suy được. Tại sao nó lớn hơn 2? Tại vì là ở đây sẽ có một anhít là anhít formic. Anhít formic là tráng gương tới 4 bạc rồi. Đó. Có HCHO trong cái hỗn hợp anhydride này. Được chưa? Ở đây là cái lợi dụng vô cùng quan trọng. Thế tiếp theo là chúng ta sẽ nói tiếp như thế này. Vậy ban đầu ta có 2,2 gam hai ancol. Thì trong đó phải có một ancol là CH3OH, tại vì ancol CH3OH đó thì khi mà nó biến thành anhydride thì nó mới ra anhydride formic. Có nghĩa là có một C đó các bạn, anhydride có một C thì ancol sẽ có một C. Đặt ít là số mol của ancol thì ít cũng là số mol của anhydride này. Còn ancol thứ hai thì chúng ta chưa biết, chúng ta chỉ biết nó là ancol bậc 1 thôi. Vì nó cũng sẽ sinh ra anhydride luôn mà. Chúng ta sẽ biết là anhydride là RCHO là y mol này. Đó. Bây giờ cái này khi tác dụng bạc nitrat trong NH3 thì sinh ra là bạc. Bạc của chúng ta là 0,22. Thì đây các bạn sẽ giải hệ phương trình như sau. X và Y là tổng số mol của hai anhydride là 0,06. Đúng không? X cộng Y là 0,06. Tổng số mol của hai anhydride. Ngoài ra thì ta có số mol của bạc là 0,22. Anhydride formic của chúng ta là sinh ra tới 4AG, tức là 4X. Còn anhydride này bình thường, đơn trước bình thường là sinh ra 2 bạc, nghĩa là 2Y bằng 0,22. Thì từ đây các bạn bấm được XY nhé. Thì bằng Y bằng. Không phải 0,05 và không phải 0,01. Rồi. Bước cuối cùng là đặt đi tìm ancol. Vậy thì các bạn sẽ dựa vào cái khối lượng, dựa vào cái khối lượng của cái ancol này bài cho này. Đó. Tổng khối lượng ancol của chúng ta là 2,2 gram. Cho nó ít y thì chúng ta có rồi, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ lập một cái phương trình như sau. 32 nhân x là khối lượng của ancol CH3OH mà với x là 0,05. Đó, cộng ancol tiếp theo có số mol là 0,01. Nhưng mà tại gốc R mình chưa biết, có R cộng cho 31. Đấy, cái gốc CH2OH này là 31. Và bằng cái khối lượng đề bài cho là 2,2 ha. Thì các bạn bấm được gốc R. Bấm được gốc R bằng. Gốc R bằng 29. Vậy gốc R sẽ là gốc C2H5. 29 là gốc CH5. Ta ráp gốc R này vào cái ancol. R là C2H5. Như vậy ancol của mình sẽ là C2H5 CH2OH. Như vậy đáp án của này của mình sẽ chọn cuối cùng sẽ là đáp án A nha. Đáp án câu số 7.
Ở đây câu số 7 á, thì nó cho một aldehyde thôi, nó không có nói là aldehyde đơn chức hay là hai chức. Bạn hiểu ý không? Thì ở đây đó, aldehyde này nè, là aldehyde đơn chức đặc biệt, trái ngược là 4 bạc. Aldehyde này hai chức, cứ một nhóm CHO thì sinh ra 2 bạc, hai nhóm thì sinh ra 4 bạc. Đó. Còn cái aldehyde này thì sinh ra 2 bạc thôi. Và aldehyde này cũng sinh ra 2 bạc. 2 bạc. Rồi. Như bây giờ ta tiến hành, ta sẽ chia làm cho trường hợp sau. Trường hợp 1. X là HCHO, có nghĩa là đang hình dung là aldehyde đơn chức đó, đơn chức nhưng mà là của aldehyde formic. Vậy thì một phân tử aldehyde đơn chức này trái ngược là 4 bạc đúng không? Trái ngược là 4AG. Ta thấy số mol AG để bài cho vào là 0,2. Đây 21,6 các bạn, gấp là 0,2 mol chia cho 108. Thì số mol của này sẽ là 0,05. Vậy là vô lý rồi. Tại vì là cái khối lượng của HCHO lúc này, HCHO lúc này nó sẽ là 0,05 nhân 30 bằng 1.5, là vô lý, ta loại. Vì đề bài yêu cầu là 2,9 gam, ta loại ha. Trường hợp 2. X là dạng có dạng là một đơn chức bình thường, không phải là HCHO cũng như là RCHO. Nhá. Thì RCHO mới nếu mà không phải anhydride formic á thì nó trái ngược là 2 bạc thôi. Thay vào đây số mol bằng là 0,2. Đó, thì chúng ta sẽ có được số mol của anhydride là 0,1. Và chúng ta sẽ suy cái phương trình thế này. 0,1 nhân R cộng cho 29, gốc CHO là 29 ha, bằng là 2,9 lục. Ồ, vậy thì các bạn sẽ bấm được R bằng 0. Bằng 0 là vô lý. Vô lý ha. Không có cái gốc nào R là 0 trong trường hợp đơn chức cả. Và trường hợp thứ ba bạn phải xét như sau. X là hai chức. Là hai chức. Có nghĩa là có hai nhóm CHO. Vậy là R này CHO tất cả hai lần. Mua anhydride hai chức thì trái ngược sẽ được 4 bạc các bạn nhé. Một nhóm CHO trái ngược ra 2 bạc và hai nhóm CHO trái ngược ra 4 bạc. Chỉ trừ trường hợp đặc biệt là anhydride formic, mặc dù là đơn chức có một nhóm CHO trái ngược ra 4 bạc thôi. Thay số vào là 0,2 vào đây thì bạn sẽ có được số mol của anhydride này là 0,05. Rồi, các bạn sẽ suy cái phương trình như sau. 0,05 là số mol của anhydride nhân R chưa biết. Gốc CHO là 29 nhưng mà có hai nhóm thì nhân 2 lần lên bằng 2,9 này. Từ đó các bạn sẽ gốc R bằng 0. Được, nếu mà hai chức thì bằng 0 được, có nghĩa là khi đó là hai cái nhóm anhydride nó sẽ gắn với nhau. Đó, người ta gọi là anhydride oxalic. Vì đáp án của mình là câu C nhá. Rồi, xong phần bài tập của anhydride nhá.